Xin chào mừng quý vị đến với Chuyện Sức Khỏe, chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Sun TV. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay, chúng ta luôn biết rằng uống nhiều nước ngọt sẽ gây hại cho sức khỏe, nhưng dường như chưa có nhiều tình huống thực tế xảy ra nên nhiều người vẫn chủ quan. Và hôm nay, Thảo Vy sẽ đưa tin về một vụ việc mới đây nhất xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một bé gái 13 tuổi đã uống quá nhiều nước ngọt, sau đó phải nhập viện vì đái tháo đường và biến chứng đái tháo đường, sụt 15 kg. Được biết dù người nhà đã nhắc nhở can ngăn nhưng bé gái 13 tuổi này vẫn uống rất nhiều nước ngọt, đặc biệt có ngày em uống từ 3 đến 4 chai nước ngọt 1,5 lít hay cả một thùng trà xanh. Theo lời kể gia đình, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, em gái này có dịp cùng gia đình được về Cà Mau thăm họ hàng. Trong những cuộc vui xuân, em uống 3 đến 4 chai nước ngọt 1,5 lít một ngày. Dù người lớn dặn dò, răn đe, nhưng không thể kiểm soát việc bé uống nước ngọt. Cho đến sau Tết, em bắt đầu bị các biến chứng đái tháo đường khi hay than mệt, khát nước, tiểu nhiều và sụt 10 kg trong 3 ngày. Tuy vậy, mỗi khi mệt, em vẫn uống nước ngọt. Đỉnh điểm trong ngày trở nặng, em uống gần hết cả một thùng trà xanh, sau đó còn uống thêm 5 bịch cà phê gói và 2 trái dừa tươi, nhưng cơ thể càng mệt. Vài ngày sau, em nằm vật vã rồi rơi vào trạng thái lơ mơ. Người nhà đưa em vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Kết quả xét nghiệm đã ra toàn cetin trong máu nhiều do bệnh đái tháo đường. Cùng với đó, thời điểm này đường huyết của em là hơn 1.500 mg trên decilit. Đây là con số khủng hoảng, sẵn sàng gây biến chứng hôn mê và nhiễm trùng khó lường. Em được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố lúc nửa đêm trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô héo và tái nhợt. Sau 2 ngày hôn mê, nằm nhịn ăn và được các bác sĩ cấp cứu cân chỉnh đường huyết tích cực bằng nhiều loại dịch truyền, thuốc insulin tiêm đặc trị đái tháo đường, em gái này giảm gần 15 kg và đã tỉnh dậy. Em ân hận với thói quen uống nước ngọt gây hại sức khỏe của mình. Từ giờ, các bác sĩ sẽ hướng dẫn chế độ ăn khoa học mới cho em với khẩu phần ăn nhạt hơn, đơn giản hơn để kiểm soát bệnh đái tháo đường. Theo các nghiên cứu trên thế giới, nếu một người uống 2 lon nước ngọt một ngày thường xuyên mỗi ngày và đều đặn sẽ tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch lên 30%. Riêng đối với trẻ nhỏ, uống nhiều nước ngọt làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, việc uống nước ngọt khiến cho người trẻ mắc các chứng bệnh tim mạch, đái tháo đường sớm hơn so với người trẻ có lối sống lành mạnh. Thói quen uống nước ngọt thường xuyên với một lượng lớn cũng là nguyên nhân phổ biến gây bệnh tiểu đường type 2 ở trẻ em. Uống nhiều nước ngọt liên tục trong nhiều tháng sẽ khiến cơ thể bị tích mỡ thừa xung quanh gan, cơ xương, khiến cho cơ thể tự kháng insulin và dẫn đến bệnh tiểu đường. Quý vị có biết không, trong khi uống thường xuyên một chai nước bình thường thì không gây hại gì. Còn nếu uống nước ngọt có ga hoặc uống nước ép trái cây nhiều đường mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ đột quỵ lên 22%. Nghe thực sự đáng sợ, nhưng Thảo Vy phải nói với quý vị về các con số như sau. Nước ngọt đã gián tiếp gây ra cái chết của ít nhất 180.000 người mỗi năm. Và ước tính cứ 1 trên 100 cái chết liên quan tới bệnh béo phì là do uống nước ngọt quá nhiều. Các loại đồ uống này là tác nhân dẫn tới 133.000 cái chết mỗi năm do bệnh tiểu đường, 45.000 ca do tim mạch và 6.450 ca do ung thư. Ngoài ra, nước ngọt có ga vẫn là tác nhân gây ra một số bệnh như tăng nguy cơ tiểu đường. Uống một ly nước ngọt mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ 18 đến 26%. Lão hóa nhanh, những người uống 2 lon nước ngọt có đường hàng ngày sẽ gây ra những thay đổi ADN khiến họ già hơn 4 đến 6 năm so với những người không uống. Gây hại cho xương, những phụ nữ uống nước ngọt hàng ngày có mật độ xương hông thấp hơn so với những người uống một lần trong tuần. Cơ thể phát triển tự nhiên để duy trì mức cân bằng canxi và phosphor. Sự mất cân bằng của hai chất này là nguyên nhân dẫn đến thiếu canxi. Gây hại cho gan, những người uống 2 lon nước trái cây có ga mỗi ngày tăng 5 lần nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Các loại đồ uống có nồng độ cao, đường, hoa quả, gan dễ dàng hấp thu và được chuyển đổi thành chất béo. Tăng nguy cơ béo phì, một lon nước ngọt có thể chứa đến 150 calo. Bên cạnh đó, nó cũng kích thích cảm giác thèm ăn đồ ngọt và các thực phẩm chứa lượng carbon hydrate cao khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Nếu có trạng thái nào bất ổn, hãy đến ngay trung tâm y tế để thăm khám hoặc để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận bài viết. Chúng tôi sẽ kết nối với bác sĩ chuyên khoa, tư vấn hỗ trợ cho quý vị. Đừng quên gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ email chuyensứckhoe.suntv@gmail.com để những câu chuyện đời thật của mình cùng lan tỏa đến cộng đồng vì sức khỏe của mọi người. Chương trình Chuyện Sức Khỏe đến đây là kết thúc. Thảo Vy xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.